Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Chiều. Số điện thoại của cửa hàng có kết nối với Zalo là 0343 868186 hoặc là 0986183445. Số điện thoại em có để ở góc trái màn hình nha mọi người. Thì trước khi vào video cũng như thường lệ, em kính chúc mọi người có một buổi chiều tối vui vẻ nha. Địa chỉ của cửa hàng nằm tại Ủy ban Nhân dân xã Cô Hê, EK Đắk Lắk nha mọi người. Anh em nào ở gần á có thể tới trực tiếp để xe máy trực tiếp để ủng hộ chúng em nha. Cái hình thức mua bán ở cửa hàng thì ship COD toàn quốc đó mọi người. Mọi người ở đâu thì em cũng có thể ship tới nơi cho mình được hết nha. Mọi người ai ưng con máy nào á thì cứ chốt cọc em 200 ngàn rồi em gửi máy đi cho mọi người nha mọi người. Thì bên cửa hàng buôn bán có nhận cọc nha mọi người. Cọc 200 ngàn coi như là phí ship, phí trách nhiệm anh em nhận máy thôi. Rồi thì hôm nay em lên cho mọi người một lô máy. Một lô máy gồm 5 con máy cưa nha. Thì hôm nay thì chuyên sử dụng gia đình nè, khai thác nè. Rồi có một con siêu phẩm mọi người, con này nha. Thì con này em cũng vừa mới ấy xong luôn, vừa mới mới về nè mọi người. Thì con máy như máy thùng luôn mọi người, máy cực kỳ đẹp luôn nha. Một máy cực kỳ đẹp luôn. Rồi tí nữa em sẽ quay chi tiết con máy cho mọi người nha. Rồi thì đầu video thường lệ em giới thiệu mấy cái dòng nhớt bên em nha. Cái nhớt đỏ Natawa mọi người, nhớt xanh Havelin và dành nhớt và dòng nhớt xanh Havelin cao cấp nha. Thì hai cái dòng nhớt này thì giá bình dân nha mọi người, giá nó bình dân nhưng mà mọi người pha với xăng á, sử dụng mấy cái con máy cưa máy cắt cỏ khi mua cửa hàng thì nó vẫn đảm bảo cái an toàn khi sử dụng máy nha mọi người. Thì em bán ở tại cửa hàng á thì phản hồi rất là tích cực nha, thì cũng không có tình trạng gọi là nó hại cho cái bộ hơi nha mọi người, vẫn ok hết, giá nó bình dân. Rồi anh em mua số lượng cũng nhiều lắm. Thì bên em phân phối hết nha, phân phối mấy cái dòng nhớt này. Thì nhớt đỏ nó ra qua cửa hàng bán 80 ngàn một chai nè. Còn Havelin thì 90 nha. Anh em nào mua số lượng á thì cứ liên hệ cửa hàng nha mọi người, thì sẽ có cái giá hợp lý hơn cho mình nha. Còn anh em muốn cho tốt máy hơn á thì cái dòng Havelin cao cấp mọi người. Havelin này chuyên sử dụng cho động cơ máy động cơ 2 thì nha, chuyên cho động cơ 2 thì. Thì cái dòng này tốt mọi người, tốt nha. Thì em cũng test đồ ấy đồ ở cửa hàng hết rồi. Thì cái dòng này cực kỳ tốt nè. Thì em cũng có phân phối cái dòng này nha. Anh em nào muốn mua số lượng á thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên cửa hàng nha mọi người. Mọi người đã bỏ tiền ra sử dụng mấy cái con máy mà cái giá trị nó cao á, để sử dụng mấy cái con máy bãi giá trị nó đã cao thì anh em sử dụng mấy cái dòng nhớt này á nó đảm bảo ngon lành hơn cho mình nha. Còn anh em nào muốn phân phối thì cứ liên hệ cửa hàng nha mọi người. Rồi thì cái đó phần nhớt, em qua chủ đề chính máy móc nha mọi người. Hôm nay em lên cho mọi người một lô máy cưa thì con số 1 nha, con số 1 hôm nay lên thì toàn xích tin hết mọi người. Con số 1, con này là con xích tin MS180 nha, MS180. Con này thì công suất nó nòng nó 38 ly á, công suất nó hơn 31cc còn 32cc nha mọi người. Mấy cái dòng này thì chuyên sử dụng gia đình cho mình nè. Ngoại hình của con máy còn cực kỳ đẹp nha, ngoại hình con máy còn đẹp lắm. Đồ đạc thì nguyên riêng nguyên bản nha. Mấy cái đồ phụ tùng của mấy cái con này thì bao la luôn nha mọi người, người yên tâm nha. Thì anh em sử dụng, chuyên sử dụng gia đình sử dụng mấy cái dòng này chạy rất là bền nè. Cắt củi nhỏ đồ sử dụng mấy cái dòng này rất là tiết kiệm xăng với khỏe nha mọi người. Hơn 32 hơn 31cc thôi nhưng mà cực kỳ khỏe luôn. Thì cái con này đi với nó là em để cho mọi người sợi lam, cây lam với sợi sên mới luôn nha, bộ lam sên mới luôn. Đây, bộ lam sên mới. Thì cây lam để cho mọi người, cây lam Latin nha. Thì em đo cái chiều dài của cây lam luôn. Đây nha mọi người, 40 nha. 40 thì mặt cắt nó còn khoảng dưới 35 nha mọi người. Mà cắt dưới 35 thì sử dụng mấy cái con máy này ok nha. Rồi chân sên thì chạy chân sên 91 bình thường thôi, của dòng Sitting tầm trung nha mọi người. Rồi, khóa sên hoạt động bình thường nè. Làm sên mới nè, mình khỏi bàn về vấn đề này. Anh em về chỉ việc sử dụng thôi. Ngoại hình của con máy, đồ thì nguyên rin hết nha, đồ phụ tùng bao la luôn. Rồi em qua phần tiếng nổ của máy.
con số 1 nha mọi người, con số 1 MS180 dòng Sitin nha, hai ốc xích lam này thì vẫn sử dụng công tắc kép. Anh em nào về mà chưa quen sử dụng máy á, thì cứ liên hệ cửa hàng, em sẽ có cái video hướng dẫn cái cách khởi động nha. Nhiều anh em sử dụng quen rồi thì nó dễ dàng, nhiều bác lớn tuổi mà cũng chưa bao giờ dùng á mọi người, thì cứ liên hệ, em sẽ có video đồ cụ thể nha. Rồi thì con số 1 mọi người, con số 1 cửa hàng em bán cho mọi người mức giá 3 triệu nha, lam sơn mới 3 triệu bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện là tiếp dũa và cây chỉnh nha mọi người, 3 món phụ kiện tiếp dũa chỉnh cho mình. Con số 2 mọi người, con số 2 đây nha, con số 2 thì con thuộc dòng Sitting 020 nha, con này là Sitting 020, mặt tiền nè, mặt tiền rất là đẹp nha, bên trong nè rất là đẹp nha mọi người. À, con này thì sử dụng một ốc xích lam rồi, cái dòng này thì sử dụng một ốc xích lam nha, con này chỉnh nhớt đây nha mọi người. Anh em mua cái dòng máy này về bên cửa hàng hay hỏi cái chỗ chỉnh nhớt đây, cái chỗ chỉnh nhớt đây nha, có hướng dẫn nè, có cái lỗ thọc ở trên xuống xéo xuống đó mọi người. Vẫn sử dụng công tắc kép bình thường nha, vẫn sử dụng công tắc kép bình thường của thằng Sitin thôi. Đằng sau là chỗ để nhiên liệu, cái nắp này nè mọi người, chỗ để nhiên liệu nha, còn phía trên là nhớt bôi trơn nam xích, khóa sên hoạt động bình thường cho mình. Con này thì nòng nó khoảng 40 ly, công suất trên dưới 40cc nha. Anh em lấy về mấy cái con này anh em đi khai thác tầm trung được rồi nè, đi khai thác cắt keo chàm củi đồ á, mấy cái con này chạy rất là lì luôn nha, tua nó chạy rất là nhanh luôn. Cây lam vẫn còn rất là đẹp mọi người, cây lam này, cây lam riêng nguyên bản theo máy nha, made in Germany nè, còn rất là đẹp nha. Chân sên thì chạy chân sên 91 bình thường theo máy đó mọi người, chân sên vẫn chạy chân sên 91 nha. Mặt cắt mọi người, mặt cắt nó dưới 40 nha, mặt cắt dưới 40. À, ngoại hình của máy nha. Rồi, em qua phần tiếng nổ của máy mọi người. Con số 2 nha, con số 2 MS, con số 2 Sitting 020, con này cái đời chuẩn Đức cho mọi người, 020 là hàng chuẩn Đức nè, đồ thì nguyên riêng nguyên bản hết. Con số 2 cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 3 triệu 4 nha, 3 triệu 400 ngàn bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm cho mình, một máy nguyên riêng nguyên bản mọi người, liên lạc nha, không bể vỡ, không lỗi lầm gì hết, 3 triệu 4 bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm nha. Qua con số 3 mọi người, con số 3 nha, con số 3 thì con thuộc dòng đi khai thác nè, anh em hay sử dụng mấy cái dòng 024 này để đi khai thác mọi người, thì nó chạy rất là khỏe nha, chạy cực kỳ khỏe luôn, công suất thì 42cc rồi, phù hợp cho anh em đi khai thác nha, đi khai thác vừa và chung. Mặt tiền nè, mặt tiền thì cái này là do em vệ sinh thôi, cái này là lỗi bên em, do em vệ sinh nên nó chóc mấy cái này thôi, về nó còn mới lắm mọi người nè, mọi người dòm cái ốc lam nữa nè, cực kỳ đẹp luôn nha. Con này thì một ốc xích lam nha mọi người, về riêng nguyên bản của nó là một ốc xích lam nè. À, mọi người muốn lên hai ốc thì em lên, cái này thì đơn giản thôi, lên hai ốc thì đơn giản thôi mọi người. Công suất nó 42cc, anh em lấy về đi khai thác nha, chụp giật nè, chẳng tin, đuôi máy chẳng tin mọi người. Riêng nguyên bản hết nha, đồ phụ tùng bao lam mọi người, cực kỳ đẹp nha. Qua phần lam mọi người, lam này. Mặt cắt mọi người, mặt cắt nó dưới 45 nha, mặt cắt dưới 45, đang chạy chân sên 325 riêng nguyên bản theo máy, đang chạy chân sên 325 nè, cây lam khá là đẹp nha mọi người. Rồi, khóa sên hoạt động bình thường cho mình nè, đồ nguyên riêng nguyên bản. Em qua phần tiếng nổ của máy luôn,
Máy chạy rất là bốc mọi người, chạy cực kỳ bốc luôn, con này cực kỳ đẹp luôn nè. Đây nha, hàng nguyên bản của Đức nè. Rồi con này cửa hàng em để cho mọi người con số 3 nha. Số 3 Sitting 024 nha, 024 42cc. Con này em để cửa hàng em để cho mọi người giá là 5,5 triệu nha mọi người, 5 triệu 500 ngàn, 5,5 triệu, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm nha. 5,5 triệu, con số 3 nha mọi người. Qua con số 4, con số 4 thì lớn hơn con hồi nãy nha mọi người. Con số 4 thì lớn hơn nè. Con này là Sitting 028 nha. Con này là 028. Con này thì công suất nó 47cc nha mọi người. Con này công suất 47cc. Mặt tiền nè. Mấy cái con này 47cc nha mọi người. Đi với nó thì vẫn như vậy mọi người. Cây cây lam chân sên 325 riêng nguyên bản theo máy nha. Khóa sên hoạt động bình thường cho mình. 47cc thì anh em sử dụng mấy cái dòng máy lớn á, thì thấy nặng mà nhỏ quá thì lại không ưng thì sử dụng mấy cái dòng máy này nha mọi người. Nó cũng để đi khai thác, anh em cắt cổ lớn đâu vẫn sử dụng mấy cái con này bình thường nha. Mà cắt dưới 45 mọi người, mà cắt dưới 45 nha, đang chạy chân sên 325. Này. Cái con này ốp lam nó bằng nhôm mọi người, cũng vài vết chày xước không ảnh hưởng gì đâu nha, riêng nguyên bản hết. Sử dụng hai ốc xước lam nha. Cái lam của nó mọi người, cái lam của nó vẫn còn đẹp nha. 47cc mọi người. Mọi người lấy con này về để đi khai thác nha. Thì giá nó cũng hợp lý mọi người. Em qua phần tiếng nổ của máy luôn. Rồi, con số 4 Sitting 028 nha, 47cc anh em lấy về để đi khai thác nè. Con này cửa hàng em để cho mọi người giá là 5,6 triệu nha, 5,6 triệu, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm. Rồi qua con tiếp theo mọi người. Con tiếp theo thì như đầu video em cũng giới thiệu nha, một con cực kỳ đẹp luôn. Con này hình như chưa xài mọi người. Thì xăng nhớt nè, bên trong nè, cái bình xăng nhớt chưa có dấu vết gì hết. Con này hàng bãi nha mọi người, Sitting MS193TC nha. Con này TC nên nó có giật trợ lực nha mọi người, có trợ lực cho mình, giúp quá trình khởi động cực kỳ dễ dàng luôn. Đây nha, 193TC nè, cái dòng tay cục nha. Đây, khóa sên hoạt động bình thường cho mình nha. Khóa sên hoạt động bình thường cho mình nè. Rồi, công tắc nó nằm ngay đây nha mọi người. Công tắc nằm ngay đây. À, công tắc nằm ngay đây. Mọi người bóp ga nè. Bóp ga giữ nè, kéo xuống. Hỗ trợ 30% ga cho mình. Bóp trở về ga anti bình thường. Lên đây là tắt nha. Lên đây là tắt. À, con máy quá đẹp mọi người. Con máy cực kỳ đẹp luôn nha. Con này thì em cũng mới dọn dẹp xong rồi. Đây, bên này nè. Rất là đẹp luôn. Ốc yết bô nè mọi người. Bô nè. Cái bô đen thui nha, chưa có vết nổ máy ấy gì mọi người, cực kỳ đẹp luôn nha. Cái lam thì nguyên bản theo máy mọi người, con này có tích hợp cho mình nấm vú bơm xăng, lé nằm đây nha mọi người, lé nằm đây nè, đây là đang mở nè, xuống là đóng, lên là mở, nấm vú bơm xăng, chở xăng lên nhanh hơn. Phía trên là chỗ để nhiên liệu xăng pha nhớt và phía dưới là nhớt bô chân lam xích nha. Thì bên đây cũng có nhiều anh em hỏi cái dòng tay cục á. Thì cái dòng tay cục của dòng thằng Sitting nó giá nó nói chung là cao nha mọi người. Giá nó cao hơn mấy cái dòng đứng nha. Mấy cái dòng nồng đứng mà công suất đồ ấy nó cỡ đó thì không qua được mấy cái dòng tay cục này nha. Đi với nó cái lam nguyên bản theo máy nè. Mặt cắt dưới 30 nha mọi người. Mặt cắt dưới 30 thì đang chạy chân sên 91 rồi. Đang chạy chân sên 91 đi nguyên bản theo máy rồi. Con này ngoại hình cực kỳ đẹp luôn.
tem mạc còn nguyên nè, bên trong cực kỳ mới nha mọi người. Con này hình như chưa xài á, cực kỳ mới luôn nè. Đó. Thì con này em không test nổ nha, con này em xin phép không test nổ. Con này, con này cửa hàng em để cho mọi người 4.800.000 nha mọi người, 4.800.000 một máy siêu mới siêu đẹp luôn, cực kỳ đẹp, có giật trợ lực cho mình nè. Ô nè, gạch ghiếc đâu chưa chóc sơn chạy dãy gì hết, cực kỳ đẹp, đẹp từ cái lam cho tới con máy luôn nha. 4.800.000 một máy tay cục cực kỳ đẹp nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Tem mạc đầy đủ, ốc yết nè, sáng trưng. Đây mọi người, ốc yết nè, chủ bơm rin của nó luôn nha mọi người, chủ bơm rin luôn. Rồi, đồ nguyên rin nguyên bản rồi, 4.800.000. Anh em nào ưng hợp nhãn thì cứ liên hệ số điện thoại trực tiếp cửa hàng em nha mọi người, thì sẽ có video riêng cho mọi người. À, thì ngày hôm nay em lên cho mọi người một lô máy cưa toàn là xít tin hết. Anh em nào ưng em máy nào á thì cứ liên hệ cửa hàng em nha. Rồi, cảm ơn anh em trong thời gian qua đã luôn tin tưởng ủng hộ cửa hàng em ạ. Anh em cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nha, để kênh em càng ngày càng phát triển nha mọi người, lên nhiều máy đẹp phục vụ cho anh em bà con nha. Rồi em cảm ơn ạ, hẹn anh em video tiếp theo. Chào mọi người ạ.